Xin chào tất cả các bác nhá. Thì cũng đâu rồi, em không ra clip nói về cách chăm sóc như phòng bệnh về cây quất. Thì hôm nay em tiện cho quất ăn thì cũng chia sẻ đến các bác luôn. Thì ở cái thời điểm này cây cũng là nọc, nó ba đang chuẩn bị vào bánh tẻ đến nơi rồi. Mở lá thì thực sự là mở lá chưa được căng đâu, nhưng mà nó cũng gần như là vào bánh tẻ, sắp chuẩn bị cắt nước đến nơi rồi. Thì hôm nay em tiện cho ăn, em chia sẻ đến các bác luôn. Chẳng giấu gì các bác là hiện tại bây giờ là em đang cái nứa nọc này, và cũng để bổ sung cho cái nực cây và tầm hoa sắp tới, em bón cho nó ít đậu tương. Đây các bác xem này, đây là cái hạt đậu tương này, thì thực sự ra là các bác có thể nghiền mảnh ra cũng được, nhưng mà cho ăn bột thì sợ là nó hơi mít mặt. Thì nếu mà cho ăn nguyên cả hạt thì sợ nó mọc mầm, thì em gọi là sơ chế qua, em luộc qua đi, luộc qua cho nó chết mầm đi. Sau đó thì liều lượng cho ăn thì các bác cứ làm một bốc này thôi, cũng không nên cho ăn nhiều quá. Thì cái hàm lượng đỗ tương này nó cũng tương đối là tốt. Đây, các bác xem này. Đấy. Còn nếu mà cái về cái phần bắt hoa ấy, thì các bác tầm này nó cũng có điểm ít hoa này, gọi là hoa tháng 4 này. Đấy, các bác nên để một ít hoa tháng 4 này, sau này mai quả nó trội những quả to. Nói chung là hoa tháng 4 này nó rất là dễ bắt, nó không như là sang tháng 5, tháng 6 gió Tây rất là khó giữ quả. Này, các bác xem này. Đấy, chung là cái nứa này em sẽ chờ cho nó già nọc bánh tẻ một loạt, gọi là già già căng một tí, thì em sẽ tiến hành cắt nước. Thì ở cái thời điểm ấy em lại tiếp tục chia sẻ đến các bác nhé. Chung là cây của em năm nay là em làm muộn, cho nên là tầm này nó nọc nó chưa được già. Còn nhiều bác làm sớm thì tầm này có thể là đã già nọc, và có bác làm sớm nữa thì đã bắt một nửa hoa rồi đấy. Em hôm vừa rồi em đi chơi em nhìn thấy một vườn quất đang ra hoa rất là mạnh. Vài hôm nữa em sẽ ra quay cho các bác xem nhé. Chắc chỉ một vài hôm nữa em sẽ quay cho các bác xem thực tế luôn. Nhà vườn bắt hoa tháng 4 luôn, đồng loạt tháng 4. Thì đến lúc đấy em sẽ cặn kẽ và giải thích cho các bác xem là cái hoa tháng 4 nó cũng có vừa có cái lợi và cũng có vừa cái hại nhá. Em xin chào các bác nhé.